Tần chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Tần chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nè, và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Vào buổi chiều này Tần sẽ quay một khu resort tọa lạc tại địa chỉ 118/16 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, quay một khu resort rất là đẹp, có bãi biển view rất là đẹp cho du khách là mình đến đây để nghỉ dưỡng cô chú anh chị và các bạn. Từ trung tâm thị trấn thì cách khu resort Nhật Lan này khoảng 3 cây số thôi, còn cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 7 cây số nha. Đường đi vào thì rất là rộng, xe ô tô từ 5 đến vài chục chỗ chạy vào thì rất là thoải mái luôn. Khu resort Nhật Lan được thiết kế rất là đẹp và bắt mắt luôn. Bây giờ Tần mời cô chú chị và các bạn mình cùng đi sâu vào bên trong để khám phá nha. Ở khu vực ở phía bên trong này thì có rất là nhiều quán bar nè, nhà hàng, có view biển rất là đẹp và chill. Buổi chiều này thì có khá là nhiều khách du lịch và người dân địa phương đến đây để thưởng thức những món hải sản và nhâm nhi những ly cocktail cô chú chị và các bạn, và ngắm cảnh hoàng hôn về chiều thì quá là tuyệt vời. Bây giờ Tần sẽ dẫn cô chú chị và các bạn mình cùng đi đến khu resort của chế Nhật Lan nha. Ở khu phía đây thì có khá là nhiều các khách sạn này kia, nhà nghỉ, resort. Đặc biệt là những thời tiết nóng như thế này thì mình có thể tìm những bãi biển, những resort, những châu nghỉ mà có hồ bơi hoặc có bãi tắm thì quá là tuyệt vời nha cô chú chị và các bạn. Phía đây là một best spa, sand spa luôn. Đối diện với cội nguồn của thành phố Phú Quốc, phía bên đây cô chú chị và các bạn đi đối diện phía bên cội nguồn, mình đi sâu vào bên con hẻm 118/16 này nè. Ở phía trong đây thì có rất là nhiều khu resort như là Phú Vân nè, spa bãi biển Oxen nè, Vidaloka nè, có khá là nhiều khu resort có view biển đẹp, đặc biệt là Nhật Lan nha. Nhật Lan thì giá phòng rất là rẻ luôn. Tần có vào xin chế chủ chế chí Lan á, có được sự đồng ý của chế thì Tần được phép quay khu resort của chế để review cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem. Đây là bãi đậu xe rất là rộng nha, được thiết kế khá là đẹp, không quá cầu kỳ và cũng không phô trương gì lắm, nhưng không kém phần sang trọng của khu resort. Phía trong đây là khu vực lễ tân, được thiết kế rất là đẹp và bắt mắt của chúng chị và các bạn. Có một chú chó rất là dễ thương nha. Tầng quay và Tầng chỉ ghi lại thôi, còn Tầng có mua một cái mic mà gắn sao nó bị hết pin nên thu âm không có tiếng luôn cô chú chị và các bạn, nên Tầng sẽ ghi âm lại thôi. Một chú chó của chí Lan rất là dễ thương luôn. Gặp Tầng bước vào sủa quá trời sủa. Bãi đậu xe thì rất là rộng nha. Đối diện với bãi đậu xe là một khu vực hạng phòng như building nhé, cho khách mình có bãi đậu xe nè, có xe điện chở khách mình đi tham quan vòng vòng ở khu vực đảo Phú Quốc này. Khu vực hồ bơi thì được thiết kế rất là nhỏ nhắn và gọn, xinh xắn nha. Hồ bơi nước thì trong xanh luôn. Khu vực hồ bơi thì được bố trí những ghế dựa nè, dù nè, để cho du khách mình tắm xong lên đây và ngắm cảnh thư giãn và hóng gió thôi. Dọc theo đường đi thì được trồng rất là nhiều cây xanh, đặc biệt là những cây ăn trái như là dừa nè, cherry nè cô chú chị và các bạn. Đường đi thì được thiết kế theo chặng giữa. Ở xung quanh hai bên thì
là những bungalow. Ở đây thì chị Lan nói là có tất cả là 34 bungalow. 34 bungalow thì giá phòng hiện tại thấp nhất của Minh Chế là 700.000 một đêm bao gồm ánh sáng. Còn giá phòng cao nhất hiện tại là 1.2 triệu á, của chúng chị và các bạn. Bây giờ Toàn sẽ dẫn cô chú chị và các bạn mình cùng đi xuống khu vực phía gần quẩy biển và review một phòng của bungalow của khu resort Nhật Lan này nha. Ở khu vực này thì cũng gần phía dưới biển rồi cô chú chị và các bạn. Những bungalow được thiết kế rất là đẹp và bắt mắt luôn. Khu resort của Nhật Lan thì cung cấp những chỗ nghỉ rất là tiện nghi và yên bình. Truy cập wifi thì hoàn toàn miễn phí. Khu vực được sát với bờ biển, có khu vườn xanh, chỗ đậu xe rất là rộng luôn. Với sân hiên, các phòng bungalow tại đây thì được trang bị rất là hiện đại và tiện nghi. Có cả mini bar nè. Ở trong phòng thì có truyền hình cáp và tivi màn hình siêu phẳng đó. Gần xuống phía khu với bãi biển rồi, quang cảnh thì rất là đẹp, buổi chiều gió thổi rất là mát các cô chú chị và các bạn. Mình sẽ quay nhiều khu resort, nhiều chỗ nghỉ để cho cô chú chị và các bạn mình cùng tham khảo để có sự lựa chọn thích hợp để đến với Phú Quốc nghỉ dưỡng trong dịp hè tới này nha. Trong những ngày tới thì Phú Quốc thì rất là nóng, có thể lựa chọn khu nghỉ dưỡng Nhật Lan này để trải nghiệm nha cô chú chị và các bạn. Bãi biển có bãi biển tắm rất là sạch sẽ nè, hồ bơi này kia, nhà hàng gần ở view biển luôn. Khách du lịch thì Toàn thấy rất là đông đến với resort Nhật Lan này để nghỉ dưỡng cô chú chị và các bạn. Buổi chiều này thì rất là đông luôn nha. Bây giờ Toàn sẽ vào một phòng quay cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem ở bên trong phòng của khu resort Nhật Lan này như thế nào nha. Phía đối diện có rất là nhiều cô chú nghỉ dưỡng tại khu resort này luôn. Ở phía trước khu bungalow của khu resort Nhật Lan này được thiết kế, được bố trí bàn ghế để cho khách mình ra đây ngồi hút thuốc, ngắm cảnh đồ cô chú chị và các bạn. Ở khu vực ngoài thì có dép cho khách du lịch mình đi ở khu vực xung quanh khu resort nha. Quang cảnh buổi chiều thì rất là đẹp. Bây giờ Toàn sẽ dẫn cô chú chị và các bạn mình cùng vào bên trong phòng nha. Đầu tiên bước vào bên trong phòng của chính chị và các bạn, mình thấy một chiếc giường, một chiếc nệm 1m8 rất là lớn luôn. Trên đầu thì có những bức tranh rất là đẹp nè. Kế bên thì có bàn trang điểm và tủ lạnh mini nè. Rất là tiện nghi và hiện đại, có tủ đựng dụng cụ này kia. Đối diện với giường của mình là một chiếc tivi màn hình siêu phẳng, bàn ngồi uống nước trà, có kệ để sách này kia. Ở phía dưới thì có cả máy ấm đun nước. Kế bên là một chiếc tủ để mình đựng đồ của cô chú chị và các bạn.
ở bên trong tủ thì chỉ có móc thôi để cho du khách mình mang đồ để phơi thôi. Còn phía bên trong đây là khu vực nhà vệ sinh, toilet, có lavabo và bồn rửa mặt nè. Ở phía đây thì có vòi sen tắm và cả kệ kệ để khăn, toàn là tông màu trắng, rất là sạch và sang trọng nha. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô chú chị và các bạn mình cùng đi xuống khu vực phía nhà hàng nha. Mỗi bungalow được thiết kế với nhiều lối đi riêng, kẻ qua đây hướng qua kia rất là đẹp luôn cô chú chị và các bạn. Đặc biệt nằm trên đường Trần Hưng Đạo này thì có rất là nhiều khu resort, khu nghỉ dưỡng có view biển. Nhưng đối với Nhật Lan thì đây là một trong những khu resort có view biển rất là đẹp luôn, giá thì rất là rẻ. Tại khu resort Nhật Lan thì cô chú chị và các bạn mình được phục vụ những các món ăn địa phương rất là ngon miệng, các bữa ăn cũng có thể phục vụ trong sự riêng tư ngay tại phòng của mình luôn. Mình tắm ở khu vực bãi biển của khu resort xong mình lên có cả vòi nước ngọt để mình xả lại nè. Bây giờ tần dẫn cô chú chị và các bạn cùng đi vào bên trong nhà hàng của khu resort Nhật Lan nha. Buổi chiều này thì khách ra ngoài tắm hết rồi cô chú chị và các bạn, tối mới lên nhà hàng này để thưởng thức những món ăn thôi. Bàn ghế được set up rất là rộng ràng luôn, mình có thể ăn ở đây và ngắm view ở ra phía biển rất là đẹp và mát nha. Gió thổi sóng đánh thì rì rào luôn nha. Các anh chị nhân viên ở đây thì rất là vui tính và nhiệt tình. Bây giờ tiếp tục cùng với Tần để khám phá bãi biển của khu resort này nhé. Trời đẹp luôn cô chú chị và các bạn, khá là đông các khách du lịch ở khu resort của Chế Lan xuống buổi chiều xuống để tắm biển và ngắm cảnh này rất là đông luôn. Chế thì rất là vui tính và nhiệt tình. Với sự đánh giá của rất là nhiều du khách ở trên booking của chính chị và các bạn, trên những trang web đặt phòng á, rất là nhiều sự đánh giá rất là hài lòng với khu resort Nhật Lan luôn á. Ở phía bãi biển thì có bố trí những nệm lười nè, xích đu nè, ghế để cho du khách mình ra đây để hóng gió và nhâm nhi những ly rượu, những ly nước mát để ngắm cảnh, trải nghiệm khi đi du lịch và nghỉ dưỡng tại khu resort này. Đặc biệt là với những hàng dừa được trồng xung quanh rất là mát luôn.
Buổi chiều thì rất là nhiều bạn trẻ đến đây để check in, chụp hình, sống ảo cho chính chị của các bạn. Ở quầy bar của các khu resort ở view biển như thế này thì mình xuống thì thưởng thức những ly nước và nghe nhạc, thư giãn, ngắm cảnh luôn. Bây giờ Tần sẽ đi dài dài ở khu vực phía biển này, quay cho cô chính chị và các bạn mình cùng xem tiếp tục nha. Nam thanh nữ tú thì quá trời đông luôn. Ở khu resort của Chế Lan thì Tần thấy là muốn full phòng hết rồi. Giá thì rất là rẻ, chỉ 700 ngàn một đêm. 700 ngàn một đêm mình đã bao gồm ăn sáng rồi luôn. Giá phòng cao nhất hiện tại lên chế là 1,2 triệu á, cô chú chị các bạn, 700 cho đến 1,2 triệu, rất là rẻ nha. Có cô chú đang ấy cát ở khu vực bãi biển này để tắm, đẩy cát, tắm cát gì đây, du lịch tắm biển xong rồi lên để vào để nghỉ dưỡng. Do mới dùng mic thu âm nên hết pin, Tần không có biết nên quay không có tiếng luôn cô chính chị và các bạn. Tần hỏi cô chú ở đâu lại đây du lịch, cô nói ở Vinh, quê hương của Bác Hồ á. Quê hương của Bác Hồ. Tần chỉ hỏi và chúc cô chính chị, chúc cô chú có chuyến du lịch tại Phú Quốc nghỉ dưỡng này thật là nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thôi. Phía đây thì là một khu quận 3 của resort khác, có rất là nhiều khách nước ngoài đến đây để tắm biển. Khu kính chị các bạn, khách nước ngoài thì rất là thích những view có bãi biển và không gian thì yên tĩnh mát mẻ như thế này. Gia đình của cô chú người nước ngoài này thì gặp Tần quay video thì rất là thoải mái, giơ tay chào hello rồi rất là niềm nở luôn. Ở phía đây thì có một anh khách nước ngoài đang bay flycam để ghi hình ở khu vực bãi biển này. Bãi biển này là thì bay flycam thì quá là đẹp luôn, không còn gì để nói nữa cô chính chị và các bạn. Không gian thì rất là yên bình, mát, trong lành, dễ chịu. Lên khu vực phía trên này quay ở phía trên một tí cho cô chú chị và các bạn cùng xem ở bãi biển của khu resort kế bên khu resort của Chế Lan nha. Được cũng khá là sắp xếp bàn ghế khá là ngăn nắp và gọn gàng để bữa nào Tần sẽ vào đây xin quay cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem. Tại vì resort đang phía ngoài đang được sửa chữa làm lại nên Tần không có vào xin được các cô chú chị các bạn. Bãi biển thì chiều sóng vỗ ghi gạo rất là đẹp luôn nha. Ở phía đây thì có bố trí làm tiệc nướng rồi các loại món hải sản rồi nè cô chú chị các bạn. Vida Loca Restaurant Resort nè, Sunset Best Spa. Phía đây là bar của Vida Loca, có cả mô tô nước nữa nha.
phía đây thì có những tiểu cảnh để cho du khách mình check in chụp hình luôn, rất là nhiều khu cảnh đẹp. Giờ video của Tần cũng đã dài, Tần xin kết thúc video tại đây. Cô chú chị và các bạn thấy video của Tần hay, cho Tần xin một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Tần nha, để Tần có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa để phục vụ cô chú chị và các bạn. Bây giờ Tần chào và hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn vào những video kế tiếp nha. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn mình nha.